Đồ gỗ Thầy Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi trưa ngày 7 tháng 9 năm 2019. Đồ gỗ Thầy Luân xin trân trọng giới thiệu với quý vị một sản phẩm nội thất phòng thờ. Đây, trên hình quý vị đang thấy đây là bộ sản phẩm nội thất phòng thờ của đồ gỗ Thành Luân tôi vừa hoàn thiện xong cho một chú khách hàng đến từ Thái Bình. Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 9 2019, thì chúng tôi là dựng lên để quay video clip, và ngày mai là ngày 8 tháng 9 thì Thành Luân sẽ đưa bộ sản phẩm trên đến gia đình để lắp đặt vào một phòng thờ, nhà thờ gỗ cho gia đình. Và sau đây Thành Luân sẽ cùng với khách đi vào đường nét chi tiết, xin mời khách cùng theo dõi. Trên màn hình quý vị đang thấy đây là bộ sản phẩm nội thất phòng thờ. Trước tiên gồm có một chiếc cửa võng. Chiếc cửa võng ở đây thì chúng tôi là toàn bộ các hoa được dát vàng 4 số 9. Cửa võng hoa dát vàng 4 số 9. Và phía bên này là hai chiếc ban thờ triện phúc thọ bằng gỗ vụ, hàng siêu VIP luôn. Hai chiếc ban thờ bằng gỗ vụ siêu VIP và một bộ hoành phi câu đối. Hoành phi câu đối toàn bộ được dát vàng 4 số 9 cộng với lại một chiếc ngai thờ, khám thờ bằng gỗ vụ, hàng siêu đỉnh cao của Thành Luân tôi vừa hoàn thiện xong và chuẩn bị đóng gói đi bàn giao gia đình chú khách hàng ở Thái Bình. Và sau khi chúng tôi quay video clip này xong thì chúng tôi sẽ đưa xe hàng lên xe để đi bàn giao. Và sau khi chúng tôi là bàn giao cho gia đình nhà khách hàng xong, chúng tôi sẽ hứa hẹn với khách hàng chúng tôi sẽ cho ra một video clip về nội thất phòng thờ tuyệt đỉnh, đẳng cấp đỉnh cao. Và mọi người cùng đăng ký để theo dõi kênh của Thành Luân tôi để tiếp tục được xem các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng được xem trước tiên của một bộ ban thờ và hoành phi câu đối này. Và chiếc ban thờ triện phúc thọ hàng siêu VIP này chúng tôi làm cực kỳ dày dặn, làm không tiếc gỗ luôn. Còn có hai ngăn kéo ở hai bên. Đây chúng tôi vừa đánh các ly và nó hơi rít. Các ly nó hơi rít. Tôi sẽ nhờ thợ mở ra. Hiện nó đang đẩy cho anh cái ngăn kéo chui vào gầm, đẩy cái ngăn kéo của cái ban thờ ra cái. Sơn. Chui gần đẩy ngăn kéo ra cho anh ạ. Hai chiếc ban thờ này thì là chúng tôi sẽ làm cùng một nhà thờ, một chiếc cao một chiếc thấp, và chiếc cao thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ để bên sau để trong cùng, và chiếc thấp là để bên ngoài. Và bình thường là chiếc cao này chúng tôi sẽ để chiếc khám thờ bên trên. Ở đây thì là chúng tôi là gọi là để trưng bày tạm thời ở cửa hàng để giới thiệu với khách hàng thôi. Đấy, còn sau khi mà chúng tôi cho nó thành sản phẩm hoàn thiện ở tại nhà khách hàng thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, nó đúng theo cái sở trường. Và chú khách hàng thì ngoài cái bộ sản phẩm trên quý vị đang thấy trên màn hình đây thì còn đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi một bộ trường kỷ và gỗ cụ ta nữa, chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn thiện để ngày mai bán ra cho gia đình. Ở đây chiếc ban thờ này có kích thước là 1m97, rộng 81, cao 1m27. Và chiếc bàn thờ phía bên cạnh này là kích thước 1m97, rộng 97, cao 1m17. Toàn bộ là hàng dày dặn, hàng VIP và bộ hoành phi câu đối. Và bốn chữ ở giữa là ẩm hà tư nguyên. Ẩm hà tư nguyên là tương tự cho được tính nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Và đôi câu đối. Đôi câu đối thì là cái chữ là chúng tôi là làm theo đơn đặt hàng của chú, là chú yêu cầu Thành Luân là làm chữ theo gia đình. Bên là dục cầu bảo an vũ hậu dệ, bên là tu bằng cảm cách ư tiên linh, rất chi là giá trị, rất chi là đẹp và đẳng cấp. Và tiếp theo là chiếc bàn thờ nhỏ này. Hai chiếc bàn thờ này mẫu mã kích thước thì nó khác nhau thôi, còn mẫu mã giống y hệt nhau. Đây, những cái ngăn kéo này rất chi là dày dặn, làm rất dày dặn. Và cách đây ít phút trước thì chúng tôi vừa đón tiếp một gia đình bác khách hàng đến từ phố Ngọc Hà, Hà Nội, mua một bộ bàn thờ y hệt như này. Khi chúng tôi trưng bày đây thì bác đã rất ưng mẫu này và bác cũng đặt một mẫu y hệt như này. Ở đây là chiếc khám thờ. Chiếc khám thờ chúng tôi cũng làm theo kích thước của gia đình. Kích thước 1m27 và cao tỷ lệ. Khách nào có nhu cầu chi tiết hơn thì liên hệ với Thành Luân để sở hữu.
và các sản phẩm này chúng tôi là dát vàng điểm với những bông hoa, nó rất đẹp. Vàng là vàng ta, vàng bốn số 9, 100% là vàng bốn số 9. Bàn thờ này rất đẹp, rất cao. Thành luôn chúng tôi là luôn luôn cho ra mắt các cái mẫu sản phẩm mới nhất, độc đáo nhất trên thị trường. Khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888, hoặc khách có thể là trực tiếp ở hai cơ sở của Thành Luân chúng tôi. Cơ sở một, xưởng sản xuất của Thành Luân chúng tôi làm tại làng Ngày Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2, chúng tôi số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và Thành Luân chúng tôi, nếu quý khách hàng nào đã quan tâm theo dõi chúng tôi thì quý khách có thể thấy được các sản phẩm chúng tôi luôn luôn nó mang một cái tính đặc trưng, nó không giống một đơn vị và không giống một cơ sở nào khác. Chúng tôi là làm các hàng sản phẩm là luôn luôn có cái tính độc quyền và độc đáo. Đấy, quý khách hàng sở hữu sản phẩm của Thành Luân chúng tôi sẽ không bị đụng hàng. Ngày hôm nay là chúng tôi cũng đón tiếp rất nhiều các cái đoàn khách hàng về với Thành Luân để đặt hàng. Điển hình như 2-3 khách hàng sáng nay chúng tôi ký hợp đồng được 2-3 khách hàng. Chúng ta sẽ cùng xoay quanh một vòng của bộ sản phẩm trên. Chủ thợ chúng tôi đã đang tấp lập hoàn thiện các sản phẩm, nhìn các bộ trường kỷ của chú khách hàng này. Đây là một bộ của khách hàng ở Ứng Hòa, Hà Nội, và một bộ phía trong này của chú ở Thái Bình cùng với bộ nội thất phòng thờ. Rất đẹp, rất đẳng cấp và đỉnh cao. Và mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Mọi người yêu quý Thành Luân thì cho Thành Luân một nút like, nút chia sẻ và đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục nhận